mịt mờ à, gió cầu khắp trời đầy gươm dao, quân ta đã lọt vào vòng dây giặc thác. Lọt vào dòng dây giặc thác à? Xin thánh hoàng dựng dạ tâm, hổ huyệt long đàm lòng không nao núng mà tướng sĩ ta nhuệ khi ngút trời, lớp lớp hàng hàng không rời tay kiếm. Rập ràng kỵ bộ tướng giao, quyền soi thác mong thật nguy hiểm vô cùng. Chúng đánh ta bởi mộng cam tàn, ta đánh quân thù bảo vệ quê hương. Ta tranh nghĩa chúng ta gian, tổ quốc thiêng liêng tổ tiên lưu truyền, con cháu là hồng giữ nghiệp ông cha. Dạ 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 dạ. Thần giỏi giá về tâu, vì đã truy ra mưu lược, giặc xua binh tấn công chỉ là kế nghi binh. Nghi binh à? Dạ. Vậy là thắng đang dương đông kích tay, chờ đánh tượng binh để ta giao đồng. Đúng. Một mặt là cướp chiến thiền ta, hầu chặn bước lui quân. Chúng ta toàn lực đương đầu, dù tổn thương hào binh. Nhưng chúng ta lùi bước bỏ thành thì mất cả non sông. Thế giặc hung hăng ít khó trong đồng, xin đừng manh động. Ta cần liệu định trước mưa phá chiến lược địch quân. Nếu như để giải đất bình Lê Nguyên rơi vào tay giặc, ôi Thăng Long rồi sẽ ra sao? Không, không các anh ơi, bỏ Thăng Long dạ trầm nao nao, còn đâu Lăng Miếu tổ tông đại diện. Bệ hạ, xin cho thần được mạo muội đôi câu. Được, trẫm cho phép. Người cầm binh giỏi phải biết lượng sức ta với địch. Lượng sức ta với địch. Đúng. Người trị nước giỏi. Khanh cứ nói. Phải biết cân nhắc trọng khinh. Cân nhắc trọng khinh. Nhưng quân ta đang rơi vào thế bất lợi, nên nhớ lời của Thượng Phụ Thái Sư. Biết tiến đúng lúc chỉ là người tướng giỏi, nhưng biết lùi đúng lúc mới là người tướng tài. Không, ta quyết dốc toàn lực vào trận đây. Bệ hạ, vậy thì không khác nào đánh bạc mà dốc cạn túi. Theo binh pháp ấy là thất sách. Bệ hạ, không. Dạ. Điều chi? Đội tướng binh cơ hồ tan rã. Kiến xương hầu đã thọ trọng thương. Đội tướng binh cơ hồ tan vỡ, kiến xương hầu đã thọ trọng thương à? Lôi tam quân nghe giới sẵn sàng, ta đích thân nghinh chiến. Bệ hạ. Lời khuyên bao trọng thân vàng, toàn dân đang cần hoàng thượng chờ thời cơ phán công diệt thù. Lễ tần theo phò hoàng thượng
một lại à, Tà Đấng Hùng Ân à, Đạo Di Thần vẹn nghĩa tròn trung à, xin sớm lui quân nhân Huệ Dương đang chờ. Tướng quân à, đi đi bệ hạ, không còn kịp nữa. Đi đi bệ hạ, đi bệ hạ, đi đi bệ hạ. Võ vệ đại tướng quân, danh xưng Phạm Cự Trích. Xây ra để ta bắt Thái Tông trận cản. Tướng nước Nam, ta bảo vệ vua Nam. Người dân Việt, ta nhìn non sông Việt. Bay đâu? Xa quát nhau. Không thích quyền, ta giết chết nhà ngươi. Đuổi theo. Bắn tụi chết. Bắn. Máu anh hùng dường thắm non sông, ghi vào trang sử vàng lá hồng. Bình Lê Nguyên, Bình Lê Nguyên, lửa bừng lên cơn lo. Được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Sơn, nghệ sĩ Điền Trung, nghệ sĩ Hoàng Hải và nhóm Cascader đã hỗ trợ cho tiết mục của Trường Giang. Con thở một chút đi. Thương quá trời ha. Chỉ nổi cái công phu của cái việc dàn dựng và cái sức lực của Trường Giang thì phải nói rằng rất tuyệt vời. Chỉ có cái việc rất là nhỏ mà nhắc Trường Giang mấy tập rồi, những nhân vật khác nhau, nhưng mà có những lúc đó, Trường Giang ra bộ đó thì ông ưa đưa cái ngón tay như vậy. Cô mong rằng con tiết chế động tác của mình cho nó chính xác. Thí dụ như thế là vai tướng không thể đưa cái tay như vậy. Thứ hai về ca, hôm nay đó là thấy ca tiến bộ hơn nữa. Tiết mục rất tuyệt vời. Cảm ơn con. Cái thứ nhất, con còn quá nhỏ, mà cái này đã là học cả đời cái nghệ thuật này thì tụi con là quá tuyệt vời rồi. Từ cái đi ngựa, từ cái chỉ tay à, cô rất là nể à, tại vì cô đã đi với
Đoàn Minh Tơ cũng 6 tháng, 7 tháng. Mà cô cố ý đi qua bên đó để học nghề. Mà cái này rất là khó. Hả, mà nhớ cái tay là quên cái chân. Mà cái khó hơn nữa đó, là mặc quần, mặc áo rồi phải siết lại cho thiệt chặt. Mà như vậy đó là thở không có được. Mà thở không được làm sao hát. Thành ra cô chúc cho con càng ngày càng tiến bộ. Cả dòng họ mà cả đoàn đều hãnh diện về con. Đúng là bạn còn hơi non. Bạn còn hơi non, nhưng mà tôi rất là yêu cái non của bạn. Trong đó tôi thấy cái lửa trong bạn rất là dễ sợ. Và tôi tin là bạn phải giỏi hơn nữa. Tôi nghĩ là Trường Giang đang trên cái đường chinh phục sao nói ngôi đó. Đầy nhiệt huyết với nghề. Giang cứ là phát huy những cái gì, cái thế mạnh của mình. Có lời khuyên thêm, mình tập cái thể lực mình. Cái này là cái ngành tuồng cổ mình cần cái thể lực ghê gớm lắm. Mình chỉnh đốn cái ca mình nó tuyệt vời hơn nữa thì cháu sẽ hoàn hảo. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và sau đây xin mời quý ban giám khảo dành số điểm cho thí sinh Trường Giang. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Xin được mời danh ca Hải Châu. 9,5. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu. Tại vì Ngọc Giàu mới được ngồi có một lần này, thành ra Ngọc Giàu phải cho 10 điểm. Số điểm của nghệ sĩ Minh Nhí chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay. Chín phẩy bảy, chúc mừng bạn. Ta chỉ thích cưỡi cương với mạnh đạp luồn sóng dữ, chém cá kình giữa biển khơi, chữ quyết không khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Cấp bao, cấp bao. Điều chi? Bẩm chủ tướng, Lê tướng quân đã chém được đầu của tướng giặc. Hay, hay lắm. Lê Minh, còn chủ tướng Lê Minh đâu? Bẩm chủ tướng, Lê tướng quân. Lê tướng quân thế nào? Lê tướng quân đã thọ trọng thương và rơi vào dòng dây của giặc. Lê Minh! Thưa chủ tướng, đây là toàn bộ kế hoạch và bức mật thư. Xin cho Lê Minh tôi được trả hàng sáng trại giặc. Trả hàng sáng trại giặc à? Thưa dân. Tướng quân, ta mời tướng quân hãy ngồi. Chủ tướng. Tướng quân hãy ngồi đi. Nhưng thưa chủ, nếu đã gọi ta là chủ tướng, ta ra lệnh cho tướng quân phải ngồi. Nhớ, khi nào có lệnh của ta, tướng quân mới được phép đứng lên, nghe rõ chưa? Tướng quân ơi, dần
đội ơn chủ tướng và xin kêu biệt. Tướng quân, hãy chờ ta trong giây lát. Non sông ơi xin thề rằng mang chiến công về trên quê hương yêu dấu. Gió cầu tiên người đi. Xin kêu biệt. Lý tướng quân đã bị giật đặt bao giây. Hỡi anh em nghĩa binh, hãy cùng ta đi giải cứu cho Lý tướng quân. Nữ chủ ơi, tôi đã làm tròn nhiệm vụ. Non sông ơi xin thề rằng đem chiến công về trên quê hương sống. Thank you.
ngày chiến thắng ta sẽ cùng nhau uống chung ly rượu, ca khúc hải hoàng. Sao bây giờ anh lại bỏ em? Lê Minh ơi, một lại năm xưa ta ký thác sơn hà trong tay chiến tướng trẻ. Người đã không phụ lòng non nước chẳng phụ tình ta. Vậy thì đây, ba lại này đây, một quả đơn sông, một chú tướng ta. Ta xin tạ ơn Lê huynh đây, cùng một đứa. Một đứa của người em từng thuở ngâu thơ, mà cho đến nay thì mình đã xa nhau mãi mãi rồi. Có phải vậy không hỡi Lê huynh ơi? Trời rồi kỳ công ta sẽ ghi tên người đúng tương Lê Minh lên trên thơ. Này Lê Minh ơi, Lê Minh ơi, dặn đường thương thề đưa cánh hùng. Dẫu ta còn hơi thở sau cùng, dẫu thịt nát xương tan, thì mảnh đất này ta không thể mất đi nữa. Một giấc ngủ muôn đời, thương nhớ đi về sông mãi giữa lòng tôi. Lê Minh, Lê Minh. Sầu đau, đây non sông đang chờ ai, đây ước mơ toàn dân dân khi nhớ cho câu tiếng ai lên đường. Lời vàng xin ghi nhớ, trên đường xa mang vào lòng. Quý vị thật là không cầm được nước mắt khi thấy sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền. Thưa cô. Dạ. Con. Chào hai con. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Và xin chúc sức khỏe thật nhiều cho ban giám khảo, để ban giám khảo tiếp tục làm cán cân công bằng, để cho lớp trẻ bay cao, bay thật xa. Nãy giờ ngồi trong đó coi phải không? Nghe trong... người này hát sao? Thấy thương nó quá. Nó cố gắng dữ lắm. Và nó ca Bạch Tuyết thấy hay không? Ca thấy ghê luôn. Ca nó làm cho tôi nhớ Diệu Hiền mà hồi mà đang hát cái vở này. Đúng mà rồi. Mình nghĩ rằng Diệu Hiền sẽ vui hơn mình nữa, là bởi vì có một cái kế thừa như thế. Đúng rồi. Chúc mừng nhau hả? Chúc mừng cải lương nha. Cảm ơn cô ba nữa. Cô ơi, thấy Huyền Trâm hát lại giai này chắc cô nhớ dữ lắm hả cô? Một thời lưng lẫy với giai Nhĩ Kiều Tướng Quân. Đúng rồi, nhớ lắm con. Dạ, Hiền ơi Hiền, Hiền ơi Hiền, bây giờ Hiền vẫn ca hay mà. Bây giờ vô một câu dùm cổ Nhĩ Kiều Tướng Quân đi. Wow. Đờn ơi đờn, Diệu Hiền của bây giờ chứ không phải Diệu Hiền của mấy mươi năm về trước đâu các con. Các con đừng có lấy cái cao quá vô đâu nổi con. Đúng rồi.
gặp lại nhau uống chung rượu đào để tương công người dùng tương. Sao người dối bỏ ra đi khi lửa đau bên vừa tắt liềm giữa xa. Có thể nói ngày hôm nay cô có mặt ở đây là một cái niềm vui rất lớn, không chỉ cho chương trình Sao Nói Ngôi mà còn cho cả những người mộ điệu. Xin được cảm ơn cô. Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Con ca rất hay, tinh thần và khí thế cực kỳ. Nhưng mà diễn á, thì con phải học thêm nhiều. Đây là một cái tiết mục có thể nói là kinh điển của nghệ thuật cải lương. Mà cô Diệu Huyền hát á, thì ngay cả một cái đứa trẻ bây giờ nó cũng biết. Khi con đóng nó rất là khó cho con. Nhưng mà con có một cái lợi thế là con có giọng cao rất là tuyệt vời. Và con mong rằng con sẽ siêng năng, con không có tự mãn. Và con cố gắng con học để trở thành một cô đào cải lương giá trị như là các bậc tiền bối đi trước mình. Bởi vì con có đầy đủ cái khả năng đó. Và cô chúc mừng con là được cô Diệu Huyền dạy cho con. Chúc mừng con. Và cô rất là cảm động cái tiết mục ngày hôm nay của con với sự xuất hiện của cô Diệu Huyền. Con thấy con có được hạnh phúc không? Hạnh phúc. Tôi hỏi mắc gì khóc. Hạnh phúc thì sao? Hạnh phúc. Người ta nói gì à? Hạnh phúc dở quà. Nhỉ? Hạnh phúc dở quà. Dạ. Làm sao mà khóc? Nó dở quà. Con không có nghĩ một ngày con được đứng trên một cái sân khấu hoành tráng gì. Mà cô được đóng vai tướng vậy. Rồi con được má lên với con nữa. Là cái đó là con hạnh phúc phải không? Dạ. Con được má Diệu Huyền nè ha, lên diễn với con phải không? Dạ. Đúng rồi, đây là cái niềm hạnh phúc. Hạnh phúc tuyệt vời luôn. Đúng là chắp cánh cho các con. Con giọng hát con là đúng là chị Tuyết nói là giọng hát trời cho đó. Hát nghĩa là ao ao vậy nè. Ha. Thì cái lợi thế của con là giọng hát. Cho nên khán giả bớt khó khăn với con. Chúc mừng con rất nhiều. Ở đây tôi thấy không phải cái giọng ca không. Một cái gương mặt ăn đèn, tôi gọi là ăn đèn. Ra cái là hút người xem ngay. Còn giọng ca thì tôi thấy quá thích rồi. Nhưng mà tôi sẽ nói sâu hơn cái giọng ca chỗ này. Tôi rất thích cái dấu sắc. Cái dấu huyền, dấu nặng của em. Chắc là chị Diệu Huyền chỉ em kỹ lắm. Bởi vì sao? Nó lột tả được cái tâm trạng của con người. Mà đó trong kịch nói tôi gọi là đại từ, nhấn đúng đại từ, nhấn đúng tâm trạng của nhân vật. Nhưng đôi lúc nội lực còn thiếu ở những chữ kết thúc. Nhưng mà nói như nói ở tuổi này em hát được cái vai như thế, một cái trích đoạn như thế, tuyệt vời. Xin chúc mừng em. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời. Còn bây giờ sẽ là số điểm của danh ca Thái Châu. Mời. Hai điểm mời tuyệt đối. Chúc mừng Quyền Trâm. Điểm của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Quyền Trâm. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm là 9,8. Chúc mừng bạn. Dòng tờ tươi thắm đào thân bằng dòng tơ nước thầm là tâm đau
trúc màu để điểm tô cho đời vui. Hồn người quê nữ đã quyết sống cho ân tình, lại có thương vui xây niềm tin. Người sanh ra phải đâu đợi chờ căn phòng, cần kiên tâm đấu tranh dứt dằn mong đời. Vì hạnh phúc phải do tay người dựng gầy, đừng mơ ước không thể đời trời cho. Tiểu thơ ơi, tiểu thơ, tiểu thơ ơi, tiểu thơ, tiểu thơ vô phủ với em đi. Trời ơi, em hái nó vô cho cầm nó ăn hả? Nó ăn nhiều quá, em làm một mình em không có sể. Tiểu thơ vô phủ với em nha, tiểu thơ. Thiệt, cái cô bé này thiệt là lý tắc à. Quỳnh Nga, Quỳnh Nga, Quỳnh Nga. Dạ. Nữa, mày nữa. Nãy giờ tao gọi ai? Dạ, ông gọi tiểu thơ. Gọi tiểu thơ chứ phải gọi con đâu mà con ra. Dạ, nếu ông có gọi con thì con xin đi vô. Ai cho phép con vô mà con đi vô? Dạ, thì đại nhân nói là không có gọi con. Đại nhân nói là không có gọi con chứ đại nhân đâu có không cho con vô đâu mà con đi vô. Dạ. Giỡn hoài ha. Từ ngày tụi bay tự ý ra đây mở quán gấm lụa, giao thiệp với đủ thứ hạng người, cho nên quên hết lễ nghi rồi phải không con? Dạ. Hay quá. Mày đó. Dạ. Hồi sáng này đó, hồi sáng này mày ăn một bạc tay chưa tẩn hay sao mà còn dám dễ người? Con tao tần tảo sớm hôm là cũng tại nơi mày. Dạ đại nhân nói vậy là quan cho con quá. Con chỉ là người theo hầu bà cho tiểu thơ, chứ con nào có biết gì đâu. Con cái thời nay mới làm ra được có miếng ăn thì đã tưởng rằng không cần gì tới mẹ cha, nên việc sớm tầm tôi duyên cũng chẳng ân cần. Sương gió phong trần đâu sướng mà bay khoái. Dạ. Dạ hoài. Mày dạ chi vậy? Mày đứng làm gì dạ hoài vậy mày? Hả? Dạ thì đại nhân dạy phải thì con nghe. Nghe nữa. Tao phải cha mày đâu mày xưng con với tao. Dạ cháu. Cháu à? Tao đâu phải ông nội đâu mày xưng cháu với tao. Bộ nãy giờ tao nói cái gì vui lắm sao mà mày cười dữ vậy mày? Con đâu có cười đâu, nãy giờ con khóc. Trời đất ơi. Khóc quá hả? Dạ. Hay quá. Mắc mớ gì mày khóc, mày nói tao nghe không? Mắc mớ gì mày khóc? Dạ thì đại nhân nói không có gọi con thì cho con đi vô đi. Sao bác con đứng đây làm gì nữa? Mày vô phải đâu nha mày. Dạ. Tính đứng đây cho lúng đắng hay sao vậy? Dạ. Dạ nữa hả? Đi vô thu xếp đồ đạc đi vậy. Dạ. Dạ. Trời đất ơi, tôi ăn chay ăn lạc mà sao nó chọc cho tôi giận hoài vậy trời. Cha thưa cha, con nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói là có cha đến, nên con xin ra mắt cha. Ủa, con làm gì ngoài vườn dâu vậy con? Dạ thưa cha, con hái lá dâu cho tầm ăn đó cha. Ý cha, con gái tôi dạo này giỏi quá ha. Dạo này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con? Dạ thưa cha, nuôi tầm phải chăm sóc kỹ như là nuôi con vậy đó cha. Nhiều khi sợ muỗi cắn phải giăng mùng cho nó ngủ, mà hễ nuôi là thương lắm cha ơi. Nhiều đêm con ngồi kéo kén quay tơ dệt lụa, muỗi cắn hết sức mà con không dám đốt lửa lên để ung nữa đó. Sao vậy con? Dạ thưa cha, con sợ khói nó làm chết tầm hết làm sao cha. Rẫm rẫm vậy mà mấy con tầm nó có phước hơn tôi nữa. Ngủ sợ muỗi cắn có người giăng mùng cho nó ngủ, còn tôi thì bỏ mặc cái mũi đẹp chích chơi. Cha nói từ ngày con ra đây con sống cuộc sống gì nè, con thấy cuộc đời có sung sướng lắm không con?
Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan ở đây phải thức khuya dậy sớm, hết ươm tơ rồi phải kéo kén, rồi quay tơ dệt lụa. Công việc tối ngày không rảnh tay, làm sao mà sung sướng được cha. Nhưng có cái là vui lắm cha ơi. Vui hả? Dạ. Vui lắm hả con? Dạ. Vì vui mà con quên cha quên mẹ, bỏ mặc cho cha mẹ buồn khổ, miễn con vui là được rồi phải không con? Dạ thưa cha, con trẻ có làm điều chi đâu mà cha mẹ phải buồn khổ. Trời đất ơi, con còn muốn làm sao thì cha mẹ mới không buồn khổ. Khi không á, rồi con khóc lóc hết ngày này qua ngày nọ, đến nỗi cha mẹ phải nhượng bộ cho con vượt khỏi khuê môn. Gian lao canh cửa ghé chăn tầm, tự mình lo việc mưu sinh, không có cần gì tới mẹ cha. Làm tiểu thơ như người ta, một bước đi có kẻ hạ, người hầu trao chuốc bông ngọc tay ngà, còn con suốt ngày cần lao, đem thân phơi nắng làm héo dung nhan, cho tay chân chai sạn thô sần. Xin cúi lại thôn đường, chớ buồn vì con thơ, sống phải tầm khó tầm thương, thích nghi hoàn cảnh khổ nghèo, mai sao già biết thế nào, con cũng tự hào mà an tâm. Cha mẹ nghỉ rau đây, khi con ngày đêm trao chuốc lược là, tha thứ gián ngọc ngà, yêu mềm như ngón cỏ. Giữa cuộc đời sương gió, cứ dập đầu sát đất chẳng dương lên, rồi người vùi dập dưới chân, hèn tuổi kiếp thừa sinh. Trong khi cha mẹ muốn cho con sung sướng thì con lại đi làm lụng cực khổ, cha mẹ rầy la thì con lại trù ẻo cho gia đình mà mang tai mang tiếng, là tại sao vậy con? Dạ thưa cha, con nói ví dụ vậy thôi chứ con có dám trù ẻo gì đâu cha. Chứ sao con mà mới là trù ẻo nữa. Tự nhiên cái con đường công thầu của cha đang rộng mở, cha đang quyết chí đi lên, thì con lại trù ẻo cho gia đình mình gặp tai biến, làm sao kỳ vậy? Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng ví như là giọt nước đầu gành, thì có gì làm chắc đâu cha. Trời đất ơi, sao không chắc 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 chắc. Dạ con nói mà tại con nói hơi bị lẹ. Lẹ quá con. Dạ. Nói lại cho ta nghe được không? Dạ tao nói mới có mấy tháng thôi à, mà có con ngọt á hả, nó đục gần hết cái cây tích luôn. Trời ơi, có đục cũng đục vừa vừa phải phải, đục quá làm sao người ta chịu cho nổi hả. Trời ơi, mày tin tao giọng cái này vô họng không mày? Cái gì mày vô đó, vô phép vô tắc vậy? Thấy ta chứ tiểu thơ đang nói chuyện không? Ở đâu phóng vô nói cái gì mà sâu mọt đục phép ào ào là sao vậy? Mày giỡn mặt ở trong mày dạ. trời ơi tao nói. Trời ơi, tao nhân có sao không cha? Biết có sao không mà tao không thấy đường luôn. Dạ nghe mày. Dạ. Tại sao vậy? Dạ. Tại sao tao đánh mà mày dám té cho tao té vậy mày? Dạ con không né là con đầm mình đó. Trời đất ơi, nó còn dám thủ với tôi nữa mày giỡn mặt hả? Dạ. Mày đứng đây làm gì? Tại con tưởng nó đại nhân về rồi. Trời đất ơi, đuổi khéo tôi nữa hả? Dạ. Đi vô. Đi vô thu gọn đồ đạc đi vậy. Lẹ. Dạ, đi về lẹ. Con đó. Con làm sao thì làm. Cha chịu đựng con hết nổi rồi. Đi về liền với cha ngay bây giờ. Cha, cha ơi sao vậy cha? Bộ cha hết thương con rồi sao cha? Thương con hả? Thương con thì lúc nào cha là không thương con. Nhưng mà vì thương con, chiều con, cho nên ngày hôm nay con đã làm ra điều tác hệ như vậy. Bây giờ cha thương con, nhưng cha không chiều con nữa. Đi lề về liền với cha ngay bây giờ, lẹ lên. Cha ơi, về liền bây giờ. Rồi con bỏ hết con, bỏ hết. Về trang điểm lại dung nhan, chuẩn bị đón tiếp cha con quan tuần phủ. Không, con không đón tiếp ai hết đó cha. Nè, quan tuần phủ đó xin hỏi cưới con cho con trai của ổng rồi đó. Dạ cha đã nhận lời. Thế đó, dĩ nhiên là cha phải nhận lời rồi. Cha, sao cha mẹ không hỏi ý con? Hỏi ý con chứ con từ chối hay sao? Cha mẹ biết con từ chối vậy tại sao cha lại nhận lời? Cái gì? Sách có chữ rằng áo mặc sẽ qua khỏi đầu. Vậy còn lời ước hẹn với Trần Minh? Kể như quỷ bỏ con.
từ khi cha đuổi mẹ con nó ra khỏi huyện đường là coi như bỏ hết. À, hay là con với Trần Minh đã nặng lời hẹn ước? Dân thưa cha, ngoài lời hứa hẹn của cha mẹ đôi bên, con đã cùng Trần Minh thề trọn lòng chung thủy, thì nay con trẻ đâu có thế nào mà thay thuyền đổi bến được cháu. Bến đã lỡ, thuyền đã mục rồi con à. Chịu khó thay đổi đi cho cha mẹ nhờ. Mà cha cũng biết con nhìn tương lai Trần Minh sao mà con đành quỷ hoại hết tương lai của con vậy con? Dạ thưa cha, khi hai trẻ mới tượng hình, có biết tương lai là thế nào đâu, mà sao cha mẹ lại dám liều chỉ phút giao hôn? Thì nhân cái lúc trà dư tửu hậu, vui miệng, hứa vậy, làm vậy, chứ nhân đâu phải vậy đâu. Cái đó là rượu hứa, rượu làm, chứ không phải cha làm. Bây giờ hai trẻ đã lớn khôn, không có ai xúi biểu hết, mà tự hai con quyết định, thì đâu có gì làm phiền lòng cha mẹ nữa đâu. Tại sao cha nói cái gì con cũng cãi cha hết vậy? Quỳnh Nga con, nghe lời cha mẹ đi con, về với cha đi. Trời ơi, con có tin tưởng, con có hy vọng về thằng Trần Minh hoài, rồi sau này con sẽ hoài công đó. Nghe lời cha, về làm vợ con quan Tần Phủ, thì con cũng là phu nhân vậy. Không thưa cha, con không ham địa vị phu nhân đâu cha. Đâu phải vì con giữ trọn lòng chung thủy với Trần Minh là con muốn làm vợ của Trạng Nguyên đâu, mà là bởi vì con muốn giữ tròn đạo nghĩa, sống không thẹn với cỏ cây đó cha. Trời, cái chuyện đó để nói sao? Bây giờ nói gì thì nói, nghe lời cha đi về với cha nha. Rồi, ưng hay không mình tính sao? Đi con. Thôi cha đi về trước đi. Không có về trước về sao? Hai cha con về cũng lượt, bây giờ con đi không? Không về cha đốt nhà. Cha. Tao đốt nhà. Cha. Tao đốt nhà. Trời. Tao đốt nhà. Cha. Còn với cái gì phát chán vậy? Nàng là ai? Cầm đi. Ôi trời đất ơi, nàng biết ta là ai không mà dám hỗn hào với ta vậy? Lão huyện quan già phải không? Ôi trời đất ơi trời, biết tu là huyện quan mà còn kêu già này già đó nữa hả? Nè, nàng là con cái nhà ai mà hỗn hào quá vậy? Thật tình, nhà ngươi muốn biết lắm sao? Muốn biết lắm chứ, ta muốn biết thật rõ ràng. Trước khi cho quân sĩ lôi đầu nàng về tận nha môn, cho nàng biết tay biết mặt, quan huyện già này đây đâu phải đám dễ người. Sợ e ta nói ra, nhà ngươi sẽ kinh hồn vỡ mộng, đầu xuống thật sâu mà tạ tội vẫn còn run. Hổng à, nàng to gan thật, dám vào tận hang hùm mà dám vuốt râu. Dân khắp cả huyện này gặp ta chẳng dám nhìn lên. À, thì ra lão huyện quan đối với dân rất là tàn bạo, khiến cho tất cả dân đen cúi mặt chẳng dám nhìn lên. Đúng vậy, nàng đã biết ta là huyện quan sở tại, đầy đủ uy quyền, tàn bạo cũng được. Bây giờ đứng yên một chỗ, nghe ta trả hỏi và trả lời tới từng câu hỏi của ta. Nàng... Trời ta coi, kêu đứng yên mà đi tới đi lui vậy đó hả? Nàng từ đâu lên? Kinh đô. Hả? Kinh đô? Kinh đô ăn mặc kỳ vậy? Nàng là con cái nhà ai? Lão huyện quan, không được vô lễ, xúc phạm công nương. Hả? Công nương? Công nương đi đâu lang bang vậy công nương? Ai vậy? Ai dám nói đi là công nương? Lão! Có phải nhà ngươi vừa bảo đây là công nương không? Trời đất ơi, cái dễ không thèm trả lời, gạt đầu con cái hả? Lão! Định dung cây nhát khỉ hả? Đối đầu tụi này đem nhốt hết mới được. Quân bay! Hồn kiếp! Ta là giả lộ tướng quân, nhận mật chiếu của Thanh Hoàng nhằm theo hộ giá công nương đi. Trời đất ơi trời. Dạ Thanh Hoàng dạng tới, dạng dạng tới. Giả lộ tướng quân. Dạ. Hãy trao mật chiếu và gươm lệnh cho ta. Tướng quân hãy về đi. Tuân lệnh.
Dạ chúc ngài thượng lộ bình an. Dạ chấm lại công nương, gạt lại công nương, mắt già ngờ ngợt không biết công nương gian lâm, xin công nương niệm tình tha thứ tội. Đứng lên đi. Dạ thôi để hạ quan quỳ cho trọn đạo. Ta cho phép, nhà ngươi cứ đứng lên. Dạ đội ơn công nương. Dạ sẵn tiện đây, xin phép được mời công nương ghé quyển đường dùng một bữa cơm chay. Nhà ngươi mà cũng biết ăn chay nữa à? Dạ thần nấu ai ăn ăn, thần ăn mặn. Nhà ngươi hãy về đi. Dạ cho ta mượn tạm nơi đây một lát được chăng? Để dặn những một lát mà bốn lát cũng được. Vì đây là nhà của con gái của hạ quan. Sao? Con gái của nhà ngươi tên là Quỳnh Nga và cũng là vợ hiền của quan tân trạng Trần Minh đó. Trời ơi, Trần Minh đổ trạng. Trời ơi, chết rồi, kỳ này ông nội tôi cũng chết chứ đừng có nhà. Tại sao ta hỏi nhà ngươi không trả lời? Dạ sự thật là con gái của hạ quan là Quỳnh Nga với lại Trần Minh có biển hẹn non thề thề non hẹn biển cho hai đứa nó xuống biển. Ta tới đây là ta đã biết rồi. Dạ. Hãy về đi. Dạ để hạ quan chờ con gái về chung một lượt. Lo cái mạng già của ngươi đi. Dạ nhưng mà muốn chết hay muốn sống? Dạ muốn chết. Cái tên đặt ở muốn sống. Dạ muốn sống. Dạ thần muốn sống. Dạ thần về liền. Trời ơi lộn cửa tử thôi trời ơi. Muốn sống. Thần muốn sống. Thần muốn sống. Thưa quý vị, ngày hôm nay phải nói rằng cảm xúc hết sức là khó tả khi chúng ta gặp lại nghệ sĩ Xuân Lan vẫn với Bích Vân công chúa của hàng mấy mươi năm qua. Vâng, rồi gặp lại nghệ sĩ Kiều Ma Lý cũng vẫn hết sức trẻ trung lý lắc. Sự xuất hiện của nghệ sĩ Hồng Loan thể hiện nhân vật của người cô ruột của mình là nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga. Rất xúc động khi là cái lúc trước thì mình hát với chị Nga, rồi bây giờ lại diễn tới cái đời con luôn nữa, thì không biết nói gì hơn, quá là hạnh phúc. Xuân Lan rất là xúc động và không ngờ là sau 40 năm vở tuồng mà mình đã được từng hát với chị Nga mà giờ này Xuân Lan còn được đứng đây để mà hỗ trợ với Hà Linh, rất là hạnh phúc. Và cũng mong là sẽ được sự đón nhận của mọi người. Chứ còn Xuân Lan đã không còn làm nghề nữa thì không biết hôm nay mình hát làm sao. Chúc mừng con đã tạo ra một cái cuộc hội ngộ như thế này. Ngồi xem mà rất là xúc động. Thì cô chắc là khán giả cũng thế. Và rõ ràng là thấy cô Kiều Mai Lý và cô Xuân Lan. Và quý vị tuy nói rằng Xuân Lan nói rằng là không có đi hát thường nữa, nhưng mà vẫn rất là bén. Cái lần này thì cô lại càng vui hơn nữa, là thấy con ca mấy cái bài Bắc rồi mấy cái bài nhỏ rồi kia rất là hay. Hôm nay đó là ca mẫu tầm tử, rồi ca đảo ngũ cung nữa, trời nghe ghê quá. Tới cái tập này đó là thấy con là cũng là kép cái lương được rồi đó. Cô chúc mừng con, chúc mừng cho Thanh Nga. Chị ba nói này tôi cũng nói tiếp lời chị ba là tôi rất xúc động với đại gia đình Thanh Nga. Ở đây là một cái vai diễn mà nó không quá khó đâu Hà Linh. Dạ. Và tôi thấy hơi gấp. Dạ. Có gì đó hơi gấp gáp. Dạ. Hơi vội vàng ở trong cách diễn. Dạ. Nó không dắt người xem đi với một cái tính cách của một cái nhân vật như thế bằng tiết tấu. Tiết tấu không phải là nhanh. Tiết tấu không phải là nhanh chậm. Tiết tấu là tình cảm của nhân vật đặt trong một hoàn cảnh quy định. Thế thì bạn hơi bị gấp. Chắc các em không có hát cái này thường đúng không? Dạ. Em hài nhiều, em đóng kịch nhiều, em hài nhiều. Và cũng đã từng đóng với tôi rất là nhiều. Do đó tôi biết sở trường của em là cái gì. Và cái giai này là cũng giai sở trường của em đây. Giờ cho chỉ có ca là làm em bối rối thôi. Hay là em đẩy tiết tấu đi nhanh quá. Một chút xíu về nghề để nói nhau như thế, nhưng chúc mừng em. Dạ, xin cảm ơn anh.
Đúng như chị Bạch Tuyết nói là hôm nay là Linh hát là giống như là người lái xe lên nào đi lên đó có trật tự rồi, không có lung tung như lúc trước nữa. So với mấy cái bản đầu á. Khá lắm, khá như thế thì khá rồi. Nhưng mà nói khi mà mình diễn về cải lương đó, có những cái câu mà thâm thúy lắm, chậm rãi một chút xíu là người ta sẽ nhớ tới cái vai của mình. Cảm ơn Hạnh. Xin cảm ơn. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời! Tiếp theo sẽ là số điểm của danh ca Thái Châu. 9,75. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hà Linh. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hà Linh là 9,6. Chúc mừng bạn. Rồi quý vị ơi, đây là vòng loại cuối cùng. Xin mời quý vị thương tình ủng hộ chúng em dài dòng dép cuối tay nha quý vị ơi. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dắp phải đá mà quang phải dây. Dẹp chưa nghĩ lại nơi đây, hội dắp phải đá mà hội dây nào quang quý vị ơi. Dạ, bảy em mời ngào ủng hộ bánh bèo cô. Bánh bèo thiệt. Rồi, ủng hộ giùm con. Ba đứa con gái dạy nhau đó. Đem cho sổ số đi chị ơi. Sổ số đi em ơi. Hết vé rồi. Sổ. Số gì đây số, gì đây con số, gì đây số, gì đây quý khách có vé dòng này chơi. Là hát thì sao? Anh nghe chưa anh hai?
anh dạy nó ca cải lương, anh nói ông nội nó cải lương, anh cải lương, bây giờ hát cải lương lên làm vậy nè. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, cải lương đó hả? Hả? Ủa, còn gì để nói nữa không? Dạ. Trâm Như. Dạ. Để cha nói với tụi con á, tụi con biết hôm nay là ngày gì không? Hả? Hôm nay là ngày kỵ cơm của ông nội con đó, mà không có đứa nào bén mặt về tới nhà hết. Tại sao? Ta dẫn ba mày lên đây để cho thấy ha, để ông nói tao nói quan tụi bay. Bây giờ thấy như vậy rồi, đâu còn gì nữa đâu nói ha. Đi đi con. Út không có cấm, tụi bay chê cũng được, tao với ông giữ được rồi. Đi đi, không cần nhớ gì hết á. Khỏi có cần về. Đi về. Lòng thanh con kính dâng một nén nhang thơm, đời dấu bể sân khấu gia đình giờ đã đổi thay, nhưng niềm yêu dấu vẫn không phai, còn vẫn tin vào ở tương lai. Anh hai nội trên sân khấu cải lương để cho ông nội được nhìn thấy khán giả, nhưng mà mười mấy năm rồi nhà đâu còn sân khấu nữa đâu, nên con mới đi xin lô tô nè để mượn cái sân khấu lô tô của mấy chú cung cấp cho ông nội, chứ con đâu có quên cải lương đâu cha. Đừng khóc nữa tụi con. Cô Út, thôi về con, về. Ba hứa với tụi con á, là ba sẽ ráng làm lại đoàn, ba sẽ ráng làm lại đoàn cải lương cho tụi con vui. Hả cô Út? Về làm sân khấu cải lương mình hát nha con. Dạ, dạ. Phải là về con ơi. Xin cảm ơn nghệ sĩ Tô Thiên Kiều cùng với là cả gia đình của Huyền Trâm ngày hôm nay đã hỗ trợ cho tiết mục này. Một tràng pháo tay thưa quý vị. À, Trâm ơi, em giới thiệu các thành viên trong nhà mình cho mọi người cùng biết ha. Ở đây là mọi người biết rồi, cha em hiện từ tập 1 rồi. Còn đây là chị thứ 6 của em, Trúc Như. Dạ, còn đây là cháu em Ngọc Anh. Khi mà người ta có đam mê nhiều hả con? Mà người ta chưa có cơ hội á, thì cô thường nghe ông bà mình nói là người ta lấy cái tay trái để nuôi tay phải. Cho nên cái việc mà con lên sân khấu hôm nay mà con sinh động như thế, khiến cho bà con yêu mến con như vậy, thì cô nghĩ rằng mình quay lại những cái tháng ngày trước đó mình chưa được lên sân khấu chuyên nghiệp, và mình cũng nhờ cái chuyện lô tô
mà bây giờ mình lên cái sân khấu huy hoàng, sân khấu hiện đại, mình mới làm được cái chuyện mà mình bày tỏ cái sự đam mê của mình đối với nghề nghiệp sân khấu, có đúng không con? Cho nên là con khiến cho mọi người cảm nhận được có người ta làm bất cứ nghề gì, người ta cũng có danh dự. Vấn đề là cái người đang làm nghề đó biết rằng tại sao mình làm việc này và để mình đi tới một cái con đường thành công nào đó. Cái bài học này rất là tốt cho tất cả mọi người chúng ta. Cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn cô. Chị Thanh Hằng sau 15 năm định cư ở Úc Châu, chị trở về quê hương. Ngoài ra những chương trình như thế này, hằng đêm chị Hằng vẫn đi hát cho những chương trình lô tô. Tại vì như nơi đó có những người đam mê như thế này, nơi đó còn có những khán giả còn muốn được xem những người nghệ sĩ đứng trên sân khấu hát. Cảm ơn đại gia đình của em rất là nhiều. Em rất là duyên dáng trong từng cái từ ca cho tới cái từ nói của em, từ cái thể hiện, cái diễn xuất của em, mặc dù em chỉ ca mộc thôi, mà em biết đánh được vào lòng, xoáy vào tim của người nghe. Em xử lý rất là khéo, làm cho người ta nghe, người ta rớt nước mắt. Cái tiết mục của em nó còn mang một cái giá trị lớn hơn nữa. Tức là cảm ơn cái tiếng đàn của ba con. Khi mà ba con cầm cây đàn thì khán giả chờ đợi cái tiếng đàn, phải không quý vị? Và khi ông cất cái tiếng đàn lên rồi, tất cả chúng mình cảm thấy thế nào con? Cuộc sống đẹp quá. Cảm ơn cả gia đình con. Dạ. Cái ý mà sâu sắc thâm thúy nhất là cây đàn của ông nội. Để là đó. Chứng tỏ là trong lòng các con, trong đại gia đình các con là nghệ thuật, không bao giờ quên cái nghề của mình, cái nghề sân khấu của mình, đúng không? Cái dàn dựng này rất là tinh tế, rất là thâm thúy. Chú có lời khen con với lại đạo diễn Tô Thiên Kiều hả? Dạ. Rất là tự nhiên, thoải mái, hồn nhiên. Nghĩ sao hát vậy, rồi con cũng rất là giỏi. Vừa cười đó, rồi làm cho người ta khóc đó. Rất là tình cảm. Chú coi chú cười đó, rồi nước mắt chú cũng muốn rưng rưng đó. Hôm nay tiết mục này là một trong những tiết mục mà cho con thăng hoa thêm nữa trong cái cuộc đời nghệ thuật của con. Dạ, con cảm ơn chú. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Danh ca Thái Châu. Thưa quý vị, số điểm của nghệ sĩ Thanh Hằng chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay. 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm là 9,6. Chúc mừng bạn. Thank you.
Vì xa chân xuống nơi đường trần lắm bao trò đời, vì đam mê nên giờ ta phải ra thân điều tàn. Nợ ba sinh nhân tâm hai lòng với ban tình chung. Trời cao sao gây điều ngang trái với tâm không thành. Hận này ta còn nhớ, lệ sầu tuôn rơi lá cha. Tiếc giao ta hận ngươi. Thôi thôi cuộc đâu nát thân từ đây. Tiếc giao, tiếc giao, tiếc. Giang ơi, ủa sao nghe tụi nhỏ nó bày tập ở trên đây rồi đâu rồi không mở đèn lên gì hết trơn á trời. Ủa Giang, Giang, đừng Giang, Giang, đừng. Cái gì vậy cô nè, cô nè, Giang, con bị gì vậy, cô nè, sao vậy con, hả, sao trên đây mà tập con mình vậy, à, hôm rồi á cô có nghe mấy đứa nhỏ nói á là con bị mệt trong người hả, rồi cái mà bác sĩ á không có cho cô về. Mà hôm nay á, cô trốn viện, cô về đây cô thăm tụi con đó. Cô không khỏe, cô đến thăm con làm gì cô? Con nói vậy sao được, học trò của mình nó sắp tới ngày diễn đến nơi rồi, mà làm cô không có mặt sao được á con? Mà cô không khỏe cũng không sao, chủ yếu á là tâm trí của cô á còn minh mẫn lắm Giang à. Cô còn biết được á cái nào đúng, cái nào sai. Đặc biệt á, biết được cái đường nào sai mà còn quay về sớm nữa con à. Cô nói gì vậy? Con đang đi đúng đường của con mà cô. Cô thấy đó, bây giờ không ai hát qua con hết, cũng không ai múa qua con, diễn cũng không qua con nữa. Có nghĩa là con đang đi đúng đường của con mà cô. Cô nói gì vậy? Con đi đúng đường à.
Con đường của con đi là cái này hả Giang? Con trả lại cho con. Còn sao vậy con... Giang? Con đường của con đi là con đường nghiện ngập, con đường để thả vô những chất đê mê như vậy sao hả Giang? Con sao vậy? Đứa học trò ngoan, đứa học trò giỏi nhất lớp của cô đâu? Cô tin tưởng cô giao cho con vai diễn Hồ Nguyệt cô. Con cũng thừa hiểu rằng Hồ Nguyệt cô là một con cáo, nó là một con thú, nó còn khao khát được làm người. Còn con là một con người. Vậy tại sao con lại dần biến mình thành một con thú? Phải, con tự biến mình thành một con thú đi. Xa ngã đường đời trong lạc thú đê mê, phí bỏ đời trai buông bỏ tương lai. Không con ơi, để người đời miệt thị cười chê, khán giả rời xa danh tiếng cùng lối tàn. Bao đời truyền lại vậy mà con đang tâm quỷ hoài sao đành. Không được, giọng hát của con không còn như lúc xưa. Con không được nói vậy. Là Hồ Nguyệt cô gạo chẳng ra hơi khi đến mất ngọc người. Giang, cô cấm con nói như vậy. Con cấm đi lì. Đứng lên. Không được như vậy. Đứng lên. Đứng lên. Con. Đứng lên. Nghe cô. Con nhìn đi. Cô bị chấn thương nhiều lần trên sân khấu. Cô vẫn muốn hát. Con chỉ mới lập đường lạc lối thôi. Con còn quay về được. Con còn hát được. Nghe cô, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững lửa nghề. Nghe cô, đứng lên. Đứng lên, đứng lên. Như cô ơi, ngọn lửa thiêng liêng mà cha ông bao đời đốt sang. Vậy mà nay chính tay con dập tắt cũng như tự lấy vào đâm nát trái tim mình. Hổ thẹn với tổ tiên dòng họ gia đình. Cười một phút xa chân nên con lầm đường lạc lối. Ý có tiếng nên giờ ngậm đắng mình ơn. Sân khấu bây giờ con không còn mặt mũi để đứng lên. Kể cả quyền làm người con không còn xứng đáng. Đối với tổ tiên con là người có tội, còn đối với nghề con là người bội bạc. Dạ, con nhìn lại con đi. Lửa nghề của con đâu? Khí phách của con đâu? Bao gia diễn để đời của con đâu? Diễn đi, bước vô trong sân khấu. Diễn, nhanh lên. Nhanh lên. Con không diễn nữa. Bây giờ con lại cô. Con lại cô. Cô trả cho con đi cô. Một lần thôi. Không có nói là con hát không có được. Không có nói là con múa không được. Con lại cô. Được. Trả cho con đi cô. Cô sẽ trả nó lại cho con. Với điều kiện con phải diễn xong lớp Hồ Nguyệt cô quá cao. Trả cho con đi cô. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Cô đứng lên diễn. Nhanh lên. Cô không diễn. Cô trả cho con đi cô. Hồ Nguyệt cô. Tiếp theo, trả gọc lại cho ta. Diễn đi.
sao nỡ đành tâm, tình yêu ban đầu giao đã quên, thương ai thiếp đây trao ngọc quý, không thương nữa thôi sao nỡ đành gieo khổ đau. Tiếc giao, tiếc giao, tiếc giao, trả ngọc lại cho em. Yêu tình đừng mong đến gần ta, nhờ ngươi mong hời ta chết quên. Tiên ông bắt ta thu ngọc quý, hồ ly hết phong chi sống còn trên thế gian. Tiếc giao, trả ngọc lại cho em. Trả ngọc lại cho em. Cuối trăm lại giao lang giùm thương, thứ tha giùm kiếp qua hồng nhan. Chớ than không ta nào nghe, yêu quái muốn trả lời gian xin. Ta sẽ cho mi thành trộn tình yêu ba muôn người lánh xa. Giao hứa giao sao chàng đành quên, duyên mình hỡi anh. Hồ Nguyệt cô, hãy xem đây. Ha! Chết tôi rồi. Cô, cô, giỏi lắm con. Yeah. Con đã diễn xong lớp tù hồn vì cô, mà con không cần đến thứ này. Bây giờ con còn dùng nó nữa hay không là quyền của con. Cảm ơn cô. Con diễn được, con không cần phải dùng tới nó. Phải. Tao diễn được nhưng tao không cần phải dùng tới mày nữa. Và bây giờ, ngày mai, kể cả ngày mai nữa, tao vẫn sẽ không dùng đến mày. Giỏi lắm con. Đó mới đúng là trường giang học trò của con. Hồ Nguyệt cô, diễn đi. Diễn đi Hồ Nguyệt cô. Hấp thụ thiên nhiên thiên linh thế, đắc quả quần công xuống trần gian. Xác hồ ly tu luyện thành người, thiếp danh tự Nguyệt cô chữ đắc. Giỏi lắm con. Xin được chúc mừng Trường Giang vừa hoàn tất phần thi của mình, và đặc biệt là cảm ơn Hồng Trang đã hỗ trợ hết mình. Một tràng pháo tay để cảm ơn bạn Hồng Trang, rất là dễ thương. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa xem xong phần trình diễn dự thi của Lê Nguyễn Trường Giang. Bạn muốn gửi gắm điều gì vào trong cái vở diễn vừa rồi của bạn? Em lấy một cái hình ảnh của Hồ Nguyệt cô, dù là thú nhưng mà tu luyện cả ngàn năm để được khao khát làm người, nhưng riêng mình là con người thì lại bỏ đi cái quyền đó và bị thành một con thú. Đây là một cái nhân văn em muốn lấy. Tức là cái chàng trai trẻ này luôn luôn làm những cái chuyện rất là quan trọng. Mà hay ở chỗ là anh bạn làm những chuyện quan trọng rất là bình thường. Và đó là cái sự lớn của con. Con giữ cái lửa nghề và cái tâm của con để con duy trì và con phát triển cải lương. Nhưng còn một cái thông điệp nữa đó mà cô rất khen con, nghiện ngập từ người mà tự biến mình thành con thú. Đây là một cái vấn nạn xã hội làm cho những cái bậc cha mẹ rất là đau lòng, làm cho những người trong cộng đồng rất là đau đớn. Cách suy nghĩ của con rất là đúng. Bởi vì khi mình biết mình đi sai đường thì cũng chỉ có cái ý chí của mình mới lôi mình lại được.
cô trân trọng con, trân trọng cái việc làm nghề của con, và trân trọng cái đầu óc của một người trẻ với trách nhiệm với bản thân, với gia tộc và với cộng đồng của xã hội. Con đã trình bày với công chúng một cái loại hình nghệ thuật sân khấu dân tộc rất truyền thống nhưng mà vô cùng hiện đại, và nó sẽ sống mãi. Bởi vì sao? Là vì nội dung của nó lúc nào cũng hiện thực, lúc nào cũng sát sườn với những vấn đề nóng của xã hội. Cô rất cảm ơn con Trường Giang. Đây là một cái tiểu phẩm giá trị mà cũng là một cái bài học để cho những người trẻ tuổi, để hoàn thiện lại cho con người mình thành ra một con người tốt, để mà lo cho cái tương lai sự nghiệp của mình. Chú rất là thích tiết mục này, và con diễn cũng rất là xuất sắc, tự sáng tác, tự dàn dựng cho mình, tự làm cho cái nghề của mình. Ba mẹ sanh con ra cũng là hãnh diện. Trường Giang đã tạo ra một cái tiết mục rất là tuyệt vời. Em đã gắn liền giữa cái tuồng cổ và cái xã hội. Em đã gắn liền vào trong đó, mà em khôn khéo hơn một cái nữa là em đã mời được cái người hỗ trợ cho em, đó là Hồng Trang. Đứng trên sân khấu, Hồng Trang không phải là một nghệ sĩ kịch hài nữa, mà là một nghệ sĩ cùng chung với lại sân khấu cải lương. Và các em rất là trí tuệ, rất là thông minh để tạo ra những cái hình ảnh đẹp cho sân khấu cải lương. Em có 3 lớp diễn Hồ Nguyệt Cô. Đầu tiên là khi mà mất Ngọc Người từ cái bàn tay đẹp thì tự nhiên nó rút, nó co, nó trở thành cái con cáo. Nhưng mà em chưa làm được cái đoạn đó. Nhưng may thay, đoạn chị Hồng Trang ra, em bước vào cái phím đá bên trong và em đã trở thành một cái người nghiện. Anh nói anh chấp nhận được. Bởi vì cái lúc đó em đang nghiện thì làm sao em có thể em ra những cái bộ tay mà nó đúng cái thần lực của cái vai diễn. Nhưng sau đó em có một cái lớp Hồ Nguyệt Cô khác nữa cùng diễn chị Hồng Trang, lúc mà đi ngựa thì em lại bắt đầu em dần em có đầy sinh lực. Và cái lớp diễn cuối cùng khi mà em quyết định em từ giã với ma túy để em trở về với cái lửa nghề, mặc dù là cái lớp diễn đào nhưng mà lúc đó cái Hồ Nguyệt Cô đầy thần lực, thì anh khen em ở cái điểm đó. Anh thích cái cách nhìn nhận và cái cách sáng tạo của một nghệ sĩ trẻ đối với một cái loại hình sân khấu dân tộc. Về chúc mừng em. Xin được trân trọng mời số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết ạ. 10. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía danh ca Thái Châu. 10. Còn một điểm nữa của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Bạn hãy xem nhé. Xin mời. 9.5. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là số điểm của nghệ sĩ Thanh Hằng chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Lê Nguyễn Trường Giang. 9.6 điểm, chúc mừng bạn. Trong tình vàng, ôi
mạnh tình tan vỡ. À, sao tự nhiên bữa nay ba tâm trạng dữ vậy? Thì nhớ má mày nên hát cho má mày nghe vậy mà. Trời, nghĩ cũng lẹ ghê ha. Mới ngày nào á, má con á khoái đi coi cải lương đó. Mê mà mê không biết nói sao. Thấy đoàn nào hát gần nhà là kêu, thấy mà tài tử nào nổi tiếng là nhắn là bắt đi coi cho bằng được. Bởi vậy đó ba mới tập hát riết. Cũng nhờ mà biết chút xíu miếng giọng cổ nên là mới cua được má con đó, nhớ không? Dạ. Mà ba, ba biết bữa nay là ngày gì không? Nhớ chứ. Bữa nay là ngày vui của con đúng không? Dạ, bữa đúng. Nay là bên nhà trai qua dạm hỏi đúng không? Dạ đúng rồi. Mà ba cho con hỏi ba cái này một cái. Gì con? Bữa nay đám giỗ của má tự nhiên mình nhà trai quan vậy có kỳ không ba? Con bởi vậy con nít không biết gì trơn trọi. Hôm nay là ngày đám giỗ đúng không? Đám giỗ má của con thì má của con cũng sẽ về nhà đúng không? Thì khi má con về nhà thì nhà trai qua ta hợp lý rồi. Ba gì? Đứng lên cho con coi coi. Gì nói vậy? Trời ơi ba ơi, nhà trai người ta sắp qua rồi mà ba. Gì? Nhà trai qua rồi dập, con muốn ba vô trong ba sửa soạn hả? Đừng có nói là ba phải trang điểm nữa nha. Không phải, ba kỳ quá, tự trang điểm gì ba. Ba vô ba chỉnh chu trang phục nha. Xong rồi chải tóc lại cho gọn gàng nha ba. Để tôi vô trong tôi coi coi cái đồ đám giỗ này nọ ra con nấu nướng là được hết chưa. Trời ơi. Trời ơi, em quay có lẻ gì không kịp hù luôn á. Tính hù tôi phải không? Thôi mà anh nghĩ là mỗi lần hù em anh đều giật mình là thôi khỏi đi, khỏi hù đi. Mà sao tự nhiên anh qua sớm quá vậy? Trời ơi, cưới vợ người ta phải nôn, phải qua sớm vậy. Em không nghe người ta nói hả? Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày nó bị hôi ê. Vô duyên quá à. Hôi ê vậy mà vẫn có người mê á nha. Thằng nào ngu vậy? Thằng nào ngu mà mê vậy? Ai biết thằng nào ngu mê tôi, tự nhiên bữa nay dắt má qua hỏi cưới tôi nè. Cái coi cái áo á anh. Ủa? Qua rồi đó hả? Dạ con chào bác. Ủa Phát? Dạ. Nay nói nhà trai qua sao con mình con đại diện người lớn đâu hết con? À, dạ má con ở ngoài sân. Vậy là tới thiệt rồi đó hả? Nhà trai tới. Dạ mời chị ngồi. Dạ xin chào bà chị hả? Em ơi, sao tự nhiên ba em gặp má anh cái có nhạc gì để cái đùng cái hoành tráng quá vậy? Cái nhạc hiệu sao nói ngôi hàng xóm ta đang coi tivi. Chị ơi, sao tôi trông mặt chị quen quá. Nếu không lầm thì chị có phải là em ơi? Trời đất ơi, anh nghĩ không phải nhạc hiệu sao nói ngôi đâu, mà nhạc này là nhạc Hòn Giọng Phu đó. Hả? Má ơi, về má ơi. Thôi đi về đi con ơi. Ông nói cái gì kỳ vậy? Hả? Đất ơi, đã có duyên gặp nhau rồi còn đi về gì nữa. Tôi mời bà chị vô ngồi. Hả? Bà chị có nhận ra tôi không? Ủa quên, xin lỗi. Trời. Bà chị có biết tôi là ai không? Ủa quên, quên phải con này. Ý tôi muốn hỏi là bà chị quen lắm. Cái gì? Trời đất ơi, tôi đâu có quen với anh đâu mà anh đòi quen với tôi là làm sao? Trời ơi. Hả? Kim ơi. Như vậy anh với em là anh em ruột rồi, không cưới được rồi Kim ơi. Cái gì vậy mày? Trời ơi, cái gì nó vậy? Trời đất ơi. Trời gì vậy mày? Trời đất ơi, cái thằng quỷ này. Mày làm như tao rảnh lắm tao đi bỏ sỉ mỗi nhà ăn miếng hả mày? Cái chị này là chị không có biết tao nè. Ôi xin lỗi, quên nói chuyện nó tôi quen miệng. Cái chị này chị không có biết bác. Nhưng mà bác nhìn chị nè là bác biết nè. Gặp hàng ngày ngày xưa. Hồi xưa là tôi thấy chị hình như là trên sân khấu với lại trên truyền hình nữa. Chị là nghệ sĩ đúng không? Nghệ sĩ gì nổi tiếng lắm nè. Trời ơi, tôi nói thiệt ngày xưa tôi mê chị lắm. Cái chị này, chị tên gì ba quên rồi con. Không thiệt nổi tiếng lắm mà tự nhiên mình nhớ không ra. Cái chị này là Nàng Tía. Hả? Nàng Tía. À, cái chị này chị Nàng Tía.
Ủa? Phải ba. Cái nghệ danh gì tên nàng tía kìa vậy? Nàng tía là nhân vật của bà đóng vai nàng tía, bà nổi tiếng lắm. À, à bà đóng tiếng chống Mê Linh nha. À, còn tên thiệt là nghệ sĩ Kim Hương. Kim Hương, trời đất ơi. Bởi vậy nhìn mặt là tôi nhớ mãi mãi mà tôi cãi không ra. Trời ơi, vậy không ra nữa. Nhớ rồi, còn đây nàng tía, Kim Hương. Đâu, dạ. Tôi ai? Tài xế. À, tài xế của chị. Dạ, dạ, tài xế hả? Lái mười mấy năm rồi. Trời đất ơi, tài xế mà bền dữ vậy đó hả? Ừ, không có dám đuổi. Ủa sao vậy? Chị em ruột mà. Ủa? Bây giờ để tôi nói được không? Thì đúng rồi, bây giờ. À, dạ anh, thưa. Anh có mời ngồi không? Ê, xin phép, mời cả nhà ngồi. Ngồi đi chị. Thưa với anh. Dạ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Dạ. Tôi qua đây là tôi có nhã ý. Có nghĩa dạ. Là muốn qua đây. À. Hỏi cưới con gái anh cho con trai của bà chị tôi. Dạ. À, dạ. Thì tôi thưa với anh. Là ông có... anh có cái yêu cầu gì không? À, thì ông anh cứ nói. Phải vậy không chị? Đâu có vàng cho người ta không? Đâu có vàng đâu cho trời. Chị thật lòng là vậy, tôi lại nhà tôi mê lắm, vợ tôi mê chị lắm, hâm mộ cho nên khi mà hai bên á hai cháu nó quen nhau cái đó là cái mừng vui của tôi cho nên là xin lỗi cho thôi, bây giờ miễn hai cháu hạnh phúc thôi, còn cái chuyện mà điều kiện là tôi không có đặt điều kiện gì hết trơn. Trời trời đất ơi, ông là ông dễ sợ luôn trời. Bây giờ ông có một cái điều kiện gì hết trơn, lấy con ổng là ông vui rồi. Mình về chuẩn bị đi, vậy đồng ý rồi. Thôi vậy ha ông ơi, cảm ơn ông anh nha. Chị ơi, thằng vậy tôi xin phép, tôi chưa nói hết câu. Bên nhà gái thì không có dám đặt điều kiện gì. Nhưng xin phép bà chị, tôi có cái yêu cầu nhỏ nhỏ được không? Thích ca không điều kiện mà yêu cầu. Yêu cầu cái gì vậy? Yêu cầu cái gì vậy trời? Ôi, coi chừng đó. Dạ tại vì vậy, vợ tôi là mê cải lương lắm, mà cũng mê chị nữa. Cho nên bây giờ xin phép chị có thể hát tặng cho gia đình tôi. À không, cho vợ tôi một câu giọng cổ được không? Hát hả? Dạ. Được bà chị. Được không? Được. Tưởng cái gì khó chứ hát là được mà. À dễ quá mà. Chỉ nghệ sĩ chứ hát được. Dạ vậy được rồi con. Kêu vợ ra nghe. À hả? Chúng ta hát kêu vợ ra nghe. Cậu. Chứ trong buồn sao nghe được. Cậu. Tao nói đúng mà mày vô chiên quá. Dạ. Cái gì á? Ủa bằng thờ ai anh? Dạ thờ vợ tôi đó. Trời đất ơi trời. Em xin lỗi chị á. Dạ chị ở trên nghe cũng được chị. Dạ. Không tình yêu. Ép má hát là sao? Không có đâu má. Ở nhà con thấy má cũng hay hát mà. Với lại hôm nay là ngày giỗ rồi, cũng là ngày đi coi mắt. Với lại đó là tâm nguyện của trời Xuân ơi, không có được đâu con ơi. Hồi đó đó, má đi hát ở trong đoàn, trong cái đoàn cải lương, có mấy chú, mấy bác, mấy cô cùng vậy hát với má. Ông anh ơi, bà ca không nổi, không mấy tôi ca giùm được không? Ca được lắm, có điều hơi lạc tông thôi. Thôi giờ vậy, chỉ mong chị á, nếu chị hát tặng cho vợ tôi một câu giọng cổ á, thì cái hôn lễ này coi như là xong. Còn bằng không á, tôi xin phép không gả con gái cho anh. Cái gì? Sao? Rồi chị ơi. Sao xong được cái này khó quá. Nếu mà chị hát, rồi chị hát với ai? Với tôi. Ủa, ông ca giọng cổ cũng được hả? Trong hoàn cảnh này. Hả? Mà tiểu thơ gọi tôi là công tử, sao nghe nó chua chát quá. Trời ơi, ông vô rồi. Công tử còn giận. Làm sao tôi dám giận tiểu thơ được chứ. Em không dám sánh học đòi với trang nghĩa phu ngàn xưa. Đã cắt tóc mang lấy tiền chồng lấy. Cần đưa tiễn kẻ đăng trần. Lời ngắm vào tay ai tâm sự của riêng mình. Em đã dám vượt khuy môn bên cầu dân quan. Vì nắng nghĩa cao bước ra dòng lễ giáo thiện.
Cảm ơn bà chị. Cảm ơn bà chị rất hay nhiều. Hay lắm, còn hay lắm chị ơi. Trời. Nhờ bà chị. Như vậy là cái tâm nguyện của vợ tôi cũng đã được hoàn thành rồi. Đang đi ra cảm ơn là tôi phải cảm ơn anh. Vì từ lâu rồi khán giả vẫn còn nhớ tới tôi. Bà chị đợi tôi chút xíu, đợi tôi chút xíu. Hay quá, hát còn ngon lắm. Bà chị à, đây, ngày xưa vợ tôi hâm mộ bà chị lắm. Cho nên là cái ước nguyện của cổ là một ngày nào đó được tặng cái món quà cổ làm riêng để tự tặng cho bà chị. Thì ngày hôm nay, đây, tôi xin phép được thay mặt cho vợ tôi tặng bà chị. Bà chị mở ra đi. Tôi xin cảm ơn quý vị khán giả. Tôi xin cảm ơn ban giám khảo đã tạo điều kiện cho tôi hôm nay để làm cái chương trình cùng Hà Linh ạ. Cái ước nguyện của con là được đứng chung sân khấu với các cô chú. Ngày hôm nay thì nhờ chương trình Sao Nói Ngon thì con mới có được cái ước nguyện đó. Dạ, con xin cảm ơn cô. Cảm ơn Hà Linh nha. Kính thưa quý vị, đây là một trong năm Thái hậu Dương Văn Nga. Sau khi chị Nga mất rồi thì chị Kim Hương cũng thủ diễn cái vai này. Hôm nay đó, qua cái tiểu phẩm này đó, thì Thái Châu thấy cái hình của Hà Linh mà tặng cho chị đó, thì cái thời gian mà nó có khác chút xíu, nhưng mà cái giọng cổ vẫn gần gũi khán giả như thường, có phải không ạ? Chúc mừng chị rất nhiều. Và hy vọng là trong tương lai sẽ nhìn thấy như vậy nữa, mãi mãi luôn nha. Có thời gian rảnh thì giúp đỡ cho con cháu nó. Rồi. Có chị là con cháu nó lên tinh thần dữ dội lắm. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn giám khảo. Cảm ơn. Nhờ có Hà Linh mà cô với lại quý vị là mới nghe lại được cái giọng hát của cô Kim Hương. Lâu rồi chị mới được thấy em hát. Mà như anh Châu nói đó là chị thấy em vẫn thần thái bình thường, rất là sáng, rất là đẹp. Và giọng ca cũng còn vẫn mùi vô cùng ha. Chúc mừng em và cảm ơn Hà Linh. Tiết mục vừa rồi đó, nó vừa đời vừa kịch. Nó cho chúng ta thấy một cái chất mới và đồng thời nó cũng cho chúng ta thấy một cái tình. Tình người đối với nhau, tình nghệ sĩ rất là cảm xúc và rất là thánh thiện. Cảm ơn Hà Linh. Dạ. Yeah. Thôi Mỹ rất là cảm ơn chương trình Sao Nói Ngôi đã tạo một sân chơi rất là tuyệt vời để cho các bạn thế hệ tiếp nối những bậc tiền bối có thể tiếp tục làm nghề. Và hôm nay cái tiết mục của Hà Linh nó đậm chất tình lắm. Yeah. Tình nghệ sĩ. Cũng như là Thôi Mỹ đã ái mộ cô Kim Hương từ cái vai nàng tía và đã được xem cô hát vai Thái hậu Dương Nga từ lúc nhỏ. Và mấy mươi năm rồi bữa nay Thoại Mỹ mới được có cơ hội để ngồi đây để nghe được cô hát. Và phải nói là vì cái tình và cái tâm cũng như là cái lòng yêu nghề của cô cho nên tới tận bây giờ mà giọng ca của cô vẫn còn mượt mà và vẫn còn sáng sân khấu. Mẹ của Hà Linh không còn nữa. Nhưng mà cái sự kế thừa của em đã tiếp tục làm được một cái gì đó để nơi suối vàng mẹ có thể mỉm cười vì Hà Linh. Thì xin chúc mừng Hà Linh. Dạ, cảm ơn chị. Cái tốt của con là qua cái kỹ năng tài nghệ của mỗi một người nghệ sĩ và cái đạo đức như thế nào đó mà khi cần thiết tất cả đều đến với con. Đó là tình, con thấy chưa? Dạ. Con phải ở như thế nào đó. Rồi các bạn, các cô, các chú thấy cái tài nghệ con thế nào đó phải đến với con. Chúc mừng con, tiết mục rất là tình nghĩa. Còn bây giờ sẽ là số điểm nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời danh ca Thái Châu. Mời. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hà Linh. Số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hà Linh là 9,6. Chúc mừng bạn.
Hôm nay con được đi học về sớm, con dắt ông nội ra công viên cho ông nội tập dưỡng sinh với mấy ông bà. Ê ê, con qua bển con xin cho ông nội vô múa với ông nội mắc cỡ cũng dám vô. Dạ rồi, để con xin cho ông nội nha. Dạ bà ơi. Y trong bài làm gì có y à, trong bài làm gì có ai. Hải Đèo đúng không? Dạ. Mày ăn đét thôi, sao mà ông vẫn trẻ như hồi xưa vậy? Thôi ơi, Hải Đèo nè ông cháu. Trời đất ơi, Hải Đèo. Trời ơi, sao da mặt láng con dễ thương vậy? Sao mà ông không già mà tôi già hơn ông là sao? Dạ, con phải. Đi bắt cóc, đi về liền. Thấy gì không? Hải Đèo. Tình cờ. Hải Đèo đúng không? Đâu? Ai? Xin lỗi, con quen rồi, cứ lần nào gặp bả là bả ủi một cái là té liền. Trời ơi, cái thằng đó là con ông đúng không? Trời ơi, nhìn cái mặt như hai giọt nước. Bậy bạ không à, cháu tôi đó, cháu nội. Ủa, mà tôi nhớ là cái năm mà tụi mình tốt nghiệp xong chưa hết trơn trọi rồi đó. Là ông đi rồi mà, ông đâu còn ở đây nữa đâu mà sao bây giờ ông vẫn còn ở đây vậy? Cũng có đi, rồi về. Bởi vì đối với tôi, không có ở đâu á vui bằng ở đây. Hồi xưa là ông hát hay nhất lớp mình chứ gì nữa. Ông về ông hát chính cho tụi tôi đi. Trời ơi, già cả nhớ gì đâu hát. Ông hát được, gia nhập nhóm với tụi tôi luôn. Được không? Được. Ê, tôi nhớ hồi xưa lúc mà mình ra trường chia tay đó. Cái tôi hát cái bài này chia tay khóc hết nước mắt. Tôi nhớ rồi. Nhớ không? Rồi, tôi bấm cho ông hát nha. Rồi, bắt đầu nha. Giá biết bằng lòng người, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm gối chít nỗi u hoài này ai có hay. Nhạc qua thấy buồn, cảm thông được đôi chân xa người thương, mà qua phương thăm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm. Người xưa biết đâu mà tìm. Ôi thời quá đi, giờ đã xa rồi. Cuộc sống êm đềm trôi qua lặng lẽ. Giờ nhìn lại mình mái tóc đã bạc. Ngày nào lên bảy lên ba, mà giờ đây chúng ta đã thành những ông già. Tiếng trong trường thầy cô phấn trắng, mãi theo ta đến suốt cuộc đời. Bạn bè mỗi đứa một nơi, bây giờ gặp lại thấy vui tuổi già. Bà biết đâu năm tới có còn gặp nhau. Tự nhiên gặp lại cái ký ức tuổi thơ nó ùa về, nó ùa về vô mặt à. Bây giờ không mấy, bây giờ mình chơi trò chơi ra. Chơi trò chơi hả? Ủa nhưng mà chơi cái gì? Kéo cò. Chi phải à? Con sẵn con vô đây con làm trọng đứng tài đây nè, đi. Đứng đây giữa nè. Con để cái đôi dép con đây nè. Dạ nè, cái mức nè. Rồi bắt đầu nha. Ủa bộ nó không biết cái chơi trò này hả? Tự nó biết chơi iPad không mà cái này nó không có biết. Bắt đầu nè. Rồi con đếm đi, đếm đi. 1, 2, 3. Hai con thằng làng con đưa nhau cánh nha rút đôi. Cha thằng làng buồn nghêu gọi con lên mới mắng ra. Hai con thằng làng con đôi thì to như đã cục gọi. Ai đó ngay qua trời. Ba. À con. Đi ba đi đâu ra đây vậy ba? Ba ra chơi ở ngoài đây vui lắm con. Thì thằng Tin con không đâu? Con Tin. Dạ. Ba con. Tin. Dạ ba.
Ủa, bà về dép con đâu? Dạ, con dép. Bà ơi bà, sao tự nhiên bà để tiếng đi chân không, lỡ đạp chúng gai đinh rồi, rồi sao ba? Lấy làm mất thôi mà. Trời ơi, rồi giờ này mấy giờ rồi ba không chịu về? 5 giờ thôi à. Rồi ba ăn uống gì chưa? Ôi trời ơi, chơi vui gần chết rồi, nó bụng đâu ăn. Rồi thằng Tiên nó đói rồi sao ba? Không có ba, con chưa có đói. Nãy ông nội dẫn con đi ăn phá lấu rồi. Ừ, con ăn cái gì Tiên? Con ăn phá lấu á. Ba, cái gì con? Tự nhiên ba cho thằng Tiên ăn phá lấu rồi đau bụng trúng đực rồi nghỉ học hả ba? Ừ, con, thôi. Con hết hiểu nổi ba. Sao? Công chuyện con đang đăng đê đê đủ thứ chuyện phải lo hết. Nhiệm vụ của ba chỉ là lo cho thằng Tiên thôi. Thì ba lo mà con. Ba lo, ba lo cho nó vậy hả ba? Chứ. Ba không thương con thì ba phải thương cháu của ba chứ. Thương. Ba lớn rồi chứ đâu phải ba còn con nít nữa đâu mà ba ham chơi quá vậy. Con mới là người dắt ông nội ra đây mà. Con, chuyện này chuyện người lớn, ba nói sao phải nghe vậy? Con hiểu hết đó. Ba đâu có thương ông nội đâu. Con, mày. Con nói cái gì vậy Tiên? Bữa nay con cãi lời ba nữa đúng không? Đi qua đây với ba. Con. Tiên, con hết thương ba rồi đúng không? Ba đâu có thương ông nội đâu. Sao ba bắt con thương ba được? Tiên. Con không có được nói vậy. Con nói vậy á là con hổn, con biết không? Bởi vì vì cha mẹ sanh ba xin lỗi con. Ba đừng xin lỗi con ba. Lỗi là lỗi của con nè ba. Từ trước tới giờ con nghĩ là con là nhất trên đời. Nhưng mà con quên, lúc con còn nhỏ con cũng là nhất trên đời với ba đúng không ba? Con xin lỗi ba. Những cái trích đoạn của bạn đó bây giờ nó thấy tưng tửng nhưng mà nó cũng có một cái chiều sâu. Bạn cho người ta thấy một cái cải lương nó mang cái tính thời đại. Nhờ cái cách xử lý trong cái trích đoạn của bạn mà người cha, người con và đứa cháu nội cảm thấy hiểu được nhau và gần gũi được nhau. Và đó là một cái thông điệp rất đẹp của bạn. Cảm ơn bạn. Hải có thấy cái tiết mục này có một cái đoạn nào đó mà Hải không vừa lòng không? Con biết là có rất là nhiều khuyết điểm mà con trong cái tiết mục này, nhưng mà có nhiều sự cái lo lắng rồi nó nhiều thứ quá làm cho mình cảm thấy áp lực nặng lắm. Có phải là giám khảo Thái Châu đang muốn nhắc đến một cái đoạn Văn Thiên Tường mà bạn ấy bỏ lửng không ạ? Đúng rồi. Con thơ lỡ bước lầm đường. Dạ cái sao lúc vậy? Đó con viết chỉ ba câu con ca tới không đó. Nghe cái đó để nói giùm cho con. Sở dĩ mà tôi nói đây là một cái tiết mục cải lương mà nó mang tính hiện đại là bởi vì bạn đã xử lý cái bài Văn Thiên Tường rất mới, là bởi vì không phải lúc nào người ta cũng phải ca hết nguyên bài, cũng không phải lúc nào mà mình cũng phải đi một cái ruột là buồn mà vui là vui, trong khi cái thế giới của chúng ta sống có phải gì đâu.
vừa thấy một cái đám ma đang khóc hù hụ, chưa kịp nín là đã thấy một cái đám cưới rồi. Và chính đó là cuộc sống, và cải lương là cuộc sống. Nhưng mà hãy làm đó, và làm tôi hơi bị hụt hẫng ở cái chỗ mà đang hát cho mình ngưng, rồi đàn nó còn lẳng tẳng làm sao á, thì vô hình chung đó mình đang xem như thế này, mình nghĩ chắc cái cậu này quên lời. Mai Hồn nha, có người cắt nghĩa cho tôi nghe nha. Đây là một cái tiết mục giá trị. Một lần nữa cảm ơn Hải nha. Chú xem mấy cái game hài á, Hải rất là có duyên. Chú chân thành cảm ơn cha mẹ con đã sinh ra con. Con có một giọng ca cải lương tuyệt vời. Con cảm ơn cha. Hôm nay tiết mục của con á, diễn một cái ông lão gì là quá tốt. Phải đó là cái kịch bản con có tính nhân văn tốt. Chú khen. Cảm ơn nghệ sĩ Bạch Long. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm của giám khảo Bạch Tuyết. 9,75. Số điểm của danh ca Thái Châu. 9,75. Số điểm của nghệ sĩ Bạch Long chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,5. Chúc mừng bạn. Con ơi, cha của con về rồi nè. Cha con đâu mẹ? Cha đây con. Ăn không phải là cha tôi. Cha tôi tối mới về. Còn ăn không phải là cha tôi. Trường Lan, không phải như vậy đâu. Im đi. Ra được hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Trẻ con không bao giờ biết nói dối. Đi đi. Đi đi đồ lang chả. Trời ơi. Mẹ ơi. Con. Mẹ ơi. Đứng lại. Cẩn thận đó. Con. Mẹ ơi. Đứng lại. Cẩn thận đó. Ông không bỏ lại cha tôi. Cha đây. Con. Cẩn thận. Trời mịt mù dân lối đi bóng em giờ nơi đâu dùa bới hờn ghen và lòng tin trẻ thơ dài khờ chiếc bóng kia là bao quang khiến nỗi cơn cuồng ghen giờ hiểu ra thì nàng đã xa còn khờ đã bao đêm thiếu đi thâm tình. Chiếc áo. Kìa, có phải là không? Hiện thế. Hiện thế. Trường Sinh, sao chàng không hiểu cho em? Rồi em biết đi về đâu? Trời ơi, trời ơi, nỗi quan tình này, tôi biết to cùng ai? Hiền đây, trời cao gây cảnh thương đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng kẻ nắng muốn tìm nàng ta lôi. Nhưng bão tố từ đâu ập tới cũng trôi người thương xuống tận đáy sông đây. Biết gửi về đâu nhưng lời nói sao cùng. Tương Giang ơi, cho ta có đôi lời tạ lỗi. Đến một nơi nào có hình bóng dù yêu thương mà cả cuộc đời ta không thể nào quên được. Trời ơi, vì một phút hờn ghen nóng nổi mà ta đã giết đi một người vợ quá nhiều. Lại đây với cha, lại đây với cha nha con. Mình vào trong nhà ngủ nha con. Đi, mình vào trong nhà ngủ nha con. Nha con, con làm sao vậy? Cha ơi, con muốn đi tìm mẹ. Cha ơi, con mẹ. Trời ơi, ôi tiếc con không thể tìm. Sẽ lòng đây là một cái vở có thể nói là kinh điển. Trước đó là con óp cái hình chỉ có tiếng không thôi, cho nên là cô sẽ kể một đoạn để cho khán giả cảm nhận được. Tức là người vợ rất chung thủy đợi chồng, và khi đứa con đêm đêm mà hỏi đó, cha đâu, thì cái bạch lạp, tức là cái đàn cầy đó, rọi cái bóng người vợ trong vách. Và người vợ chỉ đứa con đó, thả chừng nào tối cái cha con về. Cho nên đến khi người chồng thật về ban ngày đó, thì người vợ nói, chồng nói đứa con không tin. Đứa con nói, ông không phải ba tôi tối ba tôi mới về, còn như ông như vậy là ông không phải như thế. Cái thế giới này người ta đau khổ là vì không chịu khó lắng nghe nhau. Cái vở này tôi xem mà tôi từ ngày nhỏ cho tới bây giờ, mình tuổi đời đến mức này rồi, xem lại vẫn thấy nó, cái tính hiện đại nó vẫn thế. Con bày tỏ một cái trách nhiệm của một người nghệ sĩ trẻ khi chứng kiến những cái sự việc đau lòng trong cái xã hội mình sống hiện nay. Cảm ơn con. Trước tiên thì cảm ơn Hoàng Hải, em đã cho một cái mẫu chuyện xưa và em đem vào hiện nay. Em có một cái giọng rất là tốt, rất đặc biệt, có cái riêng của em không có phải lệ thuộc một người nào cả. Nhưng trong cái diễn xuất của em thì mình
có thể rằng mình có thể có những lúc nào mình dành cho bốc lên, cháy lửa lên, có những lúc mình phải lắng lòng để cho cái thông điệp này đi vào lòng người. Đây là một cái tiết mục để cho khán giả và ban giám khảo thấy cái tài năng diễn xuất của Hải. À, mình ca diễn thì đúng như Thanh Hằng nói, cái cách diễn của Hải ào ạt, chứ cái chiều sâu của Hải, cái cách diễn chiều sâu thì nó thiếu. Em cứ ào ào như thế thì nó uổng quá. Cho nên là em nghiên cứu lại chút xíu đó thôi, chứ hoàn toàn đêm hôm nay là em đã làm tốt cái phần thi của em đó. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,75. Số điểm của danh ca Thái Châu 9,5. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,5. Chúc mừng bạn. Sanh tư ra trong giặc xâm loạn, thù lũng quân nguyên gieo rắc điêu tàn, lòng một lòng báo đáp quân ơn, dùng gió câu đấu nài gian quy. À, bến Bình Thang toản đà dừng bước, phía xa xa phấp phới ngọn đại kỳ, chắc các quan đang bằng luận việc ở bên trong. Để ta vào trong cùng các quan luận sự. Dừng lại. Quay giang hầu à, kìa quay giang hầu hả, tại sao người lại đến nơi này? Xin người hãy về cho, vì bệ hạ và các quan đại thần đang luận bàn việc quốc gia. Luận bàn việc quốc gia phải. Quay giang hầu. Quay giang hầu, luật quan triều nghiêm minh, nếu người còn tùy xông vào thì sẽ phạm vào tội khi quân. Ta biết rằng luật quan triều nghiêm ngặt, nhưng luật quan triều chỉ để trừng trị những kẻ mai quốc cầu vinh. Luật nào cấm ta bảo vệ sơn ta, mình định nước non nhà. Ôi thật là vô lý, đã là trai trong lòng mang ý chí, đánh đuổi quân tù giành lại coi trời Nam. Lòng yêu nước thiết tha, lẽ nào có tội hay sao? Không thể được, nếu để Hoài Văn Hầu vào thì tôi sẽ phạm vào tội tru di. Vậy thì đừng trách ta sanh sự. Quay giang hầu. Thả ta ra, bỏ ta xuống, ta không muốn làm hại các người đâu. Thả ta xuống. Bệ hạ. Dạ bệ hạ. Giang tôi. Kìa, Hoài Văn Hầu. Kẻ nào gây náo động, dám giống giống Đại Châu. Kẻ nào? Dạ, có thần là Trần Quốc Toản xin ra mắt bệ hạ. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản à? Dạ. Hay cho Quốc Toản, giỏi cho Quốc Toản, dám chống chống làm náo loạn bên Bình Thang, còn đánh ngã Thanh Dực quân, tội này không thể nào tha thứ được. Âu bệ hạ, xin người hãy ban chiếu lệnh trừng trị kẻ tội đồ. Bệ hạ. Quân hoa, để ta hỏi cho rõ đuôi đầu. Dạ. Này Quai Văn Hầu,
tại sao em lại đến nơi này, còn vô cớ đánh ngã quân Thanh Dực? Dạ, môn tâu bệ hạ, thần chỉ muốn vào đây để cùng bệ hạ và các quan luận sự, vậy mà quân Thanh Dực một mực chẳng cho vào. Sao? Luận bàn quốc sự à? Dạ phải. Lấy thước đo biết trời rộng bằng vuông, tóc mấy thuở mà đòi chạy nhanh hơn ngựa, chắc càng như sông tràn thác đổ, tài cán bao nhiêu mà bàn chuyện quốc gia. Dạ, môn tâu. Chẳng hay năm nay em được bao nhiêu tuổi? Năm nay thần 15 tuổi. 15 tuổi. 15 tuổi mà đòi bàn việc nước rồi sao? Dạ, tâu bệ hạ. Khi đất nước quân nguy gây cảnh tóc tan muôn người ta than, bất luận già trẻ gái trai cũng dùng lên mà trong lũ tham tàn. Khi chúng đã tràn sang với mưu đồ cướp nước, tất đất còn rau mang quốc hồn dân tộc, thì có lẽ nào ta đành mất lắm tại ngươi. Môn tâu bệ hạ, hầu nhỏ tuổi nhưng ý chí quá cương, yêu giống nòi bảo vệ non sông, đem tao thứ bồi hồi tìm cách trong sầm lăng, nên từ kinh đô đến bình ta để diện kêu thắng quân. Ta thương em có tấm lòng yêu nước, nhưng đây là chuyện quốc gia, nào phải trò đùa. Dạ. Thôi, em hãy về đi, vì trời đã xế chiều. Này các quan. Dạ. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục luận bàn việc nước. Xin tuân lệnh. Không, bệ hạ, bệ hạ. Bệ hạ. Thế đó, về đi. Bệ hạ. Bệ hạ. Quay giang hồng. Bệ hạ. Non nước cần anh dũng đâu nài chi tớ sanh, coi giang sinh trên thánh quang cho điều binh xuất quân, chiếc quân nguyên đem thanh bình cho người dân ấm no. Lời thiết ta khiến ta mừng vui, vì nước non đang cần anh tài, thương dân trong già bồi hồi, nhưng nghe lời khuyên mau hay về nhà mẹ trong. Bệ hạ ơi, quốc loạn mới rõ tôi trung gia bần trí. Người ta thắng chẳng lẽ người tài mắt ngó sao đành. Khi chiếu lệnh vô quyền dưới gạt mượn đường, dây xéo quê hương máu tràn như thác đổ, giờ phải xa trong tình mẫu tớ biệt ly. Này Quai Văn Hầu. Dạ. Việc sang hà đã có ta lo, em còn nhỏ hãy lo tròn chữ hiếu. Nhưng quân. Dạ. Đây, ta ban cho em một món quà để tưởng thưởng tâm lòng yêu nước. Bệ hạ, còn không mau quỳ xuống mà đền ơn vũ lộ. Quỳ xuống đi. Đội ơn bệ hạ.
cam ngọt lắm. Về nhà mà ăn hết quả cam đi nha. Không. Không. Ta không phải là trẻ con. Toàn đang nó nung lòng thù hận. Toàn bóp nát quả cam này và bóp đầu và thác. Toàn muốn xé phanh thay bộ ngoại bang xâm lấn. Toàn muốn đạp nát đầu lỗ quân nguyên. Ta giết phanh thay giáp chiến bào. Ta bắt quân giặc phải ngàn đời đền tội. Giây phút này đẩy lòng ta như ngọn lửa đốt lũ xâm lăng khát máu hung tàn. Giây phút phân kỳ lòng Toản càng sục sôi, tim Toản đập mạnh như trống đồng vụt già. Đất nước còn không còn ta cũng được, đất nước không còn ta có cũng như không. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Linh, nghệ sĩ Minh Hòa, Trọng Hiếu và vũ đoàn Chuông Gió đã hỗ trợ tiết mục dự thi của thí sinh Hoàng Hải. Dạ, được biết rằng Hoàng Hải đã xem nghệ sĩ Chí Linh như một người cha nuôi. Vậy thì không biết từ cơ duyên nào mà có mối quan hệ cha con trong nghề như thế này ạ? Thì đã từ lâu rồi. Thì giữa Chí Linh và Hoàng Hải cũng có được một số kịch bản để mà tham gia, có cơ hội để mà cộng tác cùng nhau. Thì qua một cái thời gian cũng khá dài, nó có một cái sự nảy nở tình cảm. Rồi qua đó, đó là Hoàng Hải muốn nhận Chí Linh và Dân Hà làm cha mẹ nuôi, và để hỗ trợ Hải ở trên một cái bước đường làm nghệ thuật. Chính vì vậy cho nên mới có cái sự có mặt của Chí Linh của ngày hôm nay.
Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Hôm nay đó con ca rất hay. Cảm ơn cô. Mặc dù là múa dữ dội nhưng mà cái cách sắp xếp nó rất là thông minh, kép cải lương là phải ca hay. Thì hôm nay vô sàn C rất là xuất sắc. Và vô cô dụng cụ cũng đủ hơi và luyến lái một số những cái chữ nghe rất được. Chính cái thế hệ của con là làm sáng danh, làm rạng ngời hơn nữa nghệ thuật cải lương dân tộc. Cảm ơn con và cảm ơn cái ekip dàn dựng đã làm cho cải lương ngày càng sáng, đẹp và càng giá trị. Với cái chủ đề hôm nay chắp cánh, và chắc là con được cha nuôi hỗ trợ phải không? Hôm nay là diễn máu lửa lắm ha nha. Ca cũng rất là tốt, hát đàng hoàng tử tế, đâu đó rõ ràng, hơi hám cũng là đẹp hơn. Đây là một vai là khán giả sẽ nhớ con đấy. Chúc mừng con. Hai bạn phải cảm ơn tất cả những người xung quanh bạn. Dạ. Những người múa rồi cha nuôi đã vân vân đã hỗ trợ bạn rất nhiều. Trong Quốc Toản ở đây tôi thấy bạn ca hay, cái tiết tấu của cái chính đoạn này làm người ta không có bỏ mắt đi chỗ khác được và hồi hộp, sợ cái gì đó nó trục trặc uổng lắm, nó gây một cái hưng phấn cho người xem. Xin cảm ơn em. Xin được mời số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời. Còn bây giờ sẽ là số điểm của danh ca Thái Châu. Mời. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,6. Chúc mừng bạn.